Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga. Xin giới thiệu với anh em, bên mình có cung cấp tài khoản chat GPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Quay trở lại với video ngày hôm nay, Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, người được bàn tán và tranh luận tương đối sôi nổi về sức mạnh của ông. Liệu Mihawk có xứng đáng với danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất khi mà ngoài kia có nhiều dân chơi kiếm VIP Pro và máu mặt Mihawk, Rayleigh, Fujitora, Sirius hay mới đây là Galing? Mihawk, sư phụ Zoro có thật sự mạnh ngang trình tứ hoàng, có xứng đáng với danh hiệu cao quý kia, có thân phận như thế nào và vai trò gì ở saga cuối cùng? Vâng, Hôm nay anh em hãy cùng mình đến với một giả thuyết cực kỳ ảo về mắt diều hâu Mihawk nhé. Nó sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi bên trên. Và đây là video giả thuyết thân thế Mihawk cú lừa về đôi cánh vua hải tặc Luffy. Mắt diều hâu Mihawk là nhân vật được giới thiệu từ khá sớm. Ông là người mà Zoro luôn tìm kiếm. Ước mơ của Rổ là trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới và cách để anh hoàn thành ước mơ là hạ gục người đang có danh hiệu kia Mihawk chính là người giữ danh hiệu này và ngay từ lần đầu gặp mặt, ông đã ao trình Zoro một cách tuyệt đối, dù cho lúc đó Tảo cũng rất nổi tiếng ở Biển Đông với danh xưng thợ săn hải tặc. Zoro vẫn luôn thể hiện sự mạnh mẽ của mình trong suốt câu chuyện, cả trong mạch gốc lẫn ngoại truyện. Nhân vật này để cho chúng ta thấy được khoảng cách giữa ông và Zoro còn rất xa, dù cho Tảo liên tục mạnh lên, con cưng được búp rất nhiều nhưng vẫn không là gì so với sư phụ mình. Tham chiếu chứng tỏ sự bá đạo của Mihawk chính là cái danh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Đồng thời ông là kỳ phùng của xanh, hai người họ đã chiến đấu với nhau rất nhiều. Những cuộc chiến ấy vang dội tới mức dâu trắng cũng nghe đến. Người ta nói rằng Mihawk đã nổi tiếng từ thời đại cũ, ông được gọi là thợ săn hải quân và là nỗi khiếp sợ của nhiều kiếm sĩ khác. Mãi đến khi không còn kiếm sĩ nào có thể vượt qua Mihawk, ông đã chính thức bước lên ngôi vị mạnh nhất trong giới kiếm sư và Mỹ Hạnh vẫn vững vàng ở vị trí đó tới thời điểm này. Mới đây, chúng ta cũng được biết con số truy nã của Mỹ Hạnh phải gọi là ngất ngưởng nếu so với một người chơi hệ solo. Con số 3 tỷ 590 triệu, nó còn cao hơn cả tứ hoàng dâu đen, cái thời mà hắn chỉ có tiền thưởng hơn 2,2 tỷ đồng, đồng thời cũng cao hơn hai tứ hoàng đương nhiệm là Luffy và Bucky. Điều đó đồng nghĩa hải quân đang xếp Mihawk ở cấp độ của một tứ hoàng, mặc cho ông đang bị hiểu lầm là phục vụ dưới trướng Bucky. Hơn hết, chính sự hiểu lầm kia đã nâng truy nã của bấc lên con số hơn 3 tỏi, tham chiếu về mức truy nã, danh hiệu và sự ngang trình với xanh được nhiều người nhắc đến. Ví dụ như là dâu trắng hay Brand New cũng nói Mỹ Hạnh có kỹ năng kiếm thuật cao hơn cả tóc đỏ. Những điều trên đã chứng minh Mỹ thật sự rất mạnh và chúng ta không cần lăn tan rằng danh hiệu của sư phụ Zoro có bị lung lay hay không. Trong bối cảnh có nhiều kiếm sĩ mạnh xuất hiện như là Fujitora hay Galin, rõ ràng Oda Sensei đã đưa ra nhiều bằng chứng rõ ràng về sức mạnh của Mihawk. Thánh cũng gắn cái danh kiếm sĩ số 1 cho nhân vật này. Chả ai tạo ra nhân vật này rồi lại để các nhân vật xuất hiện sau vượt qua quá dễ dàng cả. Mihawk đang giữ danh hiệu này, xong các xuất hiện. Chúng ta lại cho rằng thủ lĩnh thánh hiệp sĩ xứng đáng hơn, rồi ít hôm Oda lại giới thiệu kiếm sĩ mới, xong chúng ta lại lan tăn, nó sẽ tạo thành vòng lặp, Oda sẽ không bao giờ để việc này xảy ra, nó làm mất đi sự chặt chẽ và liên kết của cốt truyện. Dâu Trắng và Kaido, hai nhân vật cũng có danh hiệu mạnh nhất và họ đã thể hiện đỉnh thế nào? Thì chúng ta đều thấy rõ, hai cuộc chiến lớn nhất One Piece mà chúng ta được xem chính là Marineford và Wano. Trong hai cuộc chiến đó, Dâu Trắng cùng Kaido đã chiếm trọn trái tim người xem bằng sức mạnh và màn thể hiện của mình. Thậm chí, họ đã làm lu mờ cả anh men Luffy nữa cơ. Giờ đi khắp các diễn đàn, ai cũng thầy đô thầy đô, chiếm sóng rất kinh khủng. Mà nhắc mình nhớ, có một câu chuyện nhỏ, đó là mình là người tạo ra cái biệt danh thầy đô. Và giờ thì nó viral thật anh em ạ. À. Có rất nhiều fan One Piece dùng biệt danh này, trở lại vấn đề, rõ ràng những người được Oda gán cho cái mác mạnh nhất, họ không hề làm chúng ta thất vọng, thậm chí là còn làm cho độc giả bất ngờ nữa cơ. Mihawk mạnh không phải bàn cãi, và thật sự là không nên lăn tăn khi Garling xuất hiện, cứ cho là thủ lĩnh Thánh hiệp sĩ sẽ mạnh ngang Mihawk, nhưng sẽ giống như trường hợp của xanh Garling dù ngang nhưng lại thua về mảng kiếm thuật. Vậy Mihawk có vai trò gì trong saga cuối? Và mình cho rằng kiếm sĩ mạnh nhất sẽ không chỉ giúp Gross Guy hay Buggy, ông sẽ làm nhiều hơn nữa ta có thể thấy hai nhân vật duy nhất đã xuất hiện từ lâu, danh tiếng cũng lẫy lừng nhưng chưa sâu sức mạnh thật, đó là Mihawk và Dragon. Nhưng cha của Luffy là thủ lĩnh quân cách mạng, tức là 100%, saga cuối ông ấy sẽ có rất nhiều đất diễn. Khả năng cao trường hợp của Mihawk cũng vậy, kiếm sĩ mạnh nhất sẽ có rất nhiều đất diễn ở saga cuối. Nó sẽ khiến cho chúng ta phải bất ngờ. One Piece sắp kết thúc rồi, một nhân vật mạnh mẽ và được lòng fan như Mihawk sẽ không bị lu mờ đâu anh em ạ. À. Rất có thể, Mihawk chính là một trong những nhân tố chiến đấu với Im trong cuộc chiến cuối cùng. Đầu tiên, xét tất cả nhân vật đang tung hoành trên biển. Thật sự hiện giờ khó ai giết được Mihawk hay đánh bại được ông ấy. Giả thuyết Sereo giết Mihawk rồi Zoro trả thù, bala bala, rõ ràng là sẽ không thể xảy ra. Bởi cấp độ của Sirius là không đủ, dù được đánh giá là ngang hàng Magellan, nhưng chắc gì Magellan ở cấp độ đô đốc, ông hạ được cả băng dâu đen, một phần cũng vì yếu tố bất ngờ do năng lực độc dược. Thậm chí, Sirius có ngang đô đốc đi nữa cũng không thể thắng được Mihawk bởi kiếm sĩ mạnh nhất ở cấp độ của Yonko cơ. Một lý do nữa là Crosskay hay cá nhân Mihawk không có điểm gì mang lại lợi ích cho Tick. Dầu đen chỉ tập trung tìm trái ác quỷ mạnh và Poneglyph chỉ đường. Hai thứ đó Crosskay không có. Cho nên, nếu muốn Mihawk thể hiện, Oda phải xét cho sư phụ Zoro một keo cực căng. Galing là một lựa chọn hợp lý, nhưng mà cũng chưa thấy được lý do Hiệp sĩ Thành va chạm với Mihawk, Galing đụng Dragon hoặc Luffy sẽ hợp lý hơn. Vậy hết người đánh với Mihawk rồi anh em ạ, chỉ còn cuộc chiến cuối mà thôi, và đó mới là nơi mà Mihawk sâu diễn. Im-sama sẽ là đối thủ của Mihawk. Có thể chắc chắn về việc Im sẽ là siêu phản diện, có sức mạnh vô tiền khoáng hậu trong One Piece. Nhìn cách hắn ao trình Sabo sẽ thấy, hóa giải hoàn toàn cú đấm lửa và một cú đấm thôi đã khiến cho viêm đế tàn tạ, thương thế nghiêm trọng. Việc Im cân tim ở trận chiến cuối hoàn toàn có thể xảy ra. Và xanh, Mihawk, Dragon, Luffy. Đây là bốn cái tên sáng giá nhất để chống lại Im trước khi lù được búp cho sức mạnh mới và chiến thắng. Một tuyếp sẽ na ná cuộc chiến đỉnh sọ vậy. Tất nhiên, trước khi chiến với vua thế giới, bốn nhân vật kể trên sẽ tơi tả vì họ phải đánh từ hải quân, hiệp sĩ thánh, đô đốc, ngũ lão rồi mới đến được chỗ Im Sama. Hiển nhiên sẽ có thêm một số nhân vật khác cùng hội đồng Im, Zoro, Sanji chẳng hạn, nhưng bốn người kia sáng giá hơn và lực hơn. Ok, một điểm ở đây là làm sao khiến một người yêu hòa bình, thích nhàn hạ như Mihawk ra tay cần có một lý do đủ lớn và mình có hai lý do ở đây. Thứ nhất, lời thỉnh cầu của người tri kỷ, xanh tóc đỏ đang làm mũi giáo là đầu tàu hướng những hải tặc chính nghĩa đứng lên chống lại chính phủ. Luffy còn khá non trẻ và ta có thể thấy rõ chính xanh đang dẫn dắt cả giới hải tặc ở thời điểm này. Mình đang xét tới hải tặc chính nghĩa nhé còn dragon thì là đầu tàu của người dân anh em ạ à. vậy thì việc ông chú tóc đỏ góp mặt ở trận chiến cuối là điều dễ hiểu và giả thuyết dâu đen giết được tóc đỏ mình cho là không khả quan đánh bại thì có thể vì tích được búp cho mạnh hơn hắn cũng có thể chơi bẩn để thắng nhưng vấn đề là đồng đội của tích không đủ mạnh để thắng được bằng tóc đỏ nên nhóm ben hoàn toàn có thể cứu nguy cho xanh mang anh bỏ chạy như cách mà beppo cứu lo vậy Vậy thì xanh khả năng cao là sẽ sống và anh sẽ có mặt ở cuộc chiến cuối. Tóc đỏ là người thấu hiểu thời đại và thân phận đặc biệt kia cũng giúp anh biết được nhiều bí ẩn của chính phủ. Hơn ai hết, tóc đỏ biết cần gì để lật được thế cờ của chính phủ và anh sẽ phải thỉnh cầu Mihawk. Tóc đỏ không phải là người cao ngạo mà cao ngạo làm gì với người bạn đấu kiếm mà mình xem như tri kỷ, đúng không ạ? Một lời thỉnh cầu của xanh có thể là Mihawk lung lay và kiếm sĩ mạnh nhất sẽ sát cánh cùng với người bạn của mình. Lý do thứ hai, cái này là giả thuyết mình cũng vừa nghĩ ra thôi, đó là Mihawk chính là hậu duệ của Imsama. Chúng ta có thể thấy hai nhân vật này có đôi mắt tương đối giống nhau và nhiều người còn đoán rằng Mihawk là Im nữa cơ. Tất nhiên là không phải, nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng Mihawk cũng thuộc tộc Nerona cùng tộc với Imsama? Đó là lý do mắt họ rất giống nhau và nó khá sắc lạnh. Mihawk rốt cuộc ra phả ra sao mà đó giờ toàn đi long nhong một mình như vậy? Đó là một câu hỏi mà ít ai nghĩ tới. Sẽ ra sao nếu sư phụ Luffy là Nerona, Mihawk? Cùng tập với Im, chứ không phải là Dracula Mihawk, Mỹ Hạnh giống với người bạn xanh của mình. Ông cũng là long tinh nhưng lại sống bên ngoài từ nhỏ một luận cứ nữa là Mihawk được xây dựng theo phong cách rất Tây, nhất là phong cách vẻ ngoài và thanh kiếm. Nó đều mang hơi hướng rất rất Tây. Thiên Long Nhân tự gọi mình là Chúa Trời. Mihawk lại được xây dựng như một ma cà rồng, lại mang hai thanh kiếm như thành giá. Đây có thể là hin về mối quan hệ giữa Mihawk với Thiên Long Nhân, bên cạnh hin về đôi mắt giống im, mình đã nói bên trên. Nếu Mihawk là Long Tinh nhưng lại sống bên ngoài, về sao lại biết được tổ tiên của mình còn sống và rất ác độc thế kia? Cộng thêm lời mời chân thành của xanh, tỷ lệ Mihawk ra tay là rất cao, mà những nhân vật mạnh kiểu này thường rất hứng thú tham gia các cuộc chiến lớn. Mihawk từng đó khoảng cách giữa bản thân với bố già, chứng tỏ Mihawk hứng thú với kẻ mạnh. Chỉ tại giờ không ai quá vượt trội hơn ông, nên sư phụ Zoro mới ở ẩn. Vậy nếu Mihawk mạnh khủng khiếp ở trình tứ hoàng mà còn tham gia cuộc chiến với Im, thế thì liệu rằng Zoro có vượt qua nổi người thầy của mình? Rõ ràng tả là một nhân vật nổi bật của băng mũ rơm, chỉ xếp sau Luffy. Oda có một sự ưu ái rất lớn, có thể gọi là thiên vị với nhân vật này. Nên bằng mọi giá, Zoro sẽ hoàn thành ước mơ vào cuối câu chuyện. Đồng nghĩa anh phải mạnh hơn cả một Yonko hoặc tối thiểu là ngang với Mihawk. Nhưng Mỹ Hạnh về hưu và nhường lại danh hiệu cho học trò của mình. Mà việc búp cho tảo mạnh lên bằng Yonko, thật sự nó sẽ làm đầu rơi vượt qua Sanji. Ước ừ mơ của hai người này thuộc hai phạm trù khác nhau. Zoro có nhiều lý do hơn để chinh phục đỉnh cao sức mạnh. Và ngưỡng để anh hoàn thành ước mơ là quá cao. Trình tứ hoàng kia mà, còn Sanji là tìm Old Blue, một ước mơ không hề liên quan đến sức mạnh. Động lực duy nhất để sạn mạnh lên là cái mong muốn giúp cho Luffy làm vua hải tặc. Nhưng chắc chắn Luffy sẽ thành vua rồi mới đánh với Imsama. Tức là Sanji sẽ không có nhiều lý do để mạnh lên nữa sau khi Luffy trở thành vua hải tặc. Việc của sạn tiếp sau chỉ là đi tìm Old Blue. Còn Zoro lại phải tiếp tục con đường riêng của mình dù cho Luffy đã hoàn thành ước mơ rồi. Tức là Tảo luôn có động lực mạnh hơn và động lực của anh sẽ không bao giờ hết khi chưa trở thành kiếm sĩ mạnh nhất đã thế con đường lại quá trông gai mi hóc lại quá mạnh nữa mới ác anh em ạ Oda xây dựng kiểu này thì thật sự mình phải gọi là cú lừa về cái danh đôi cánh vua hải tặc. Zoro thì có lý do phải xông pha bên trên chiến trường, trong khi Sanji thì có lý do ở lại vì phải bảo vệ những Nami, Robin vân vân. Oda xây dựng họ như thế đấy. Vậy thì càng về sau, sự tranh lệch sẽ càng rõ. Zoro luôn khao khát sức mạnh và luôn được xếp đánh cặp cùng Luffy. Từ sau Time Skip luôn là như vậy, trong khi anh ba lại được tác giả xếp cho vị trí bảo vệ đồng đội ở phía sau. Vậy thì sức mạnh cá nhân của họ sẽ không còn bằng nhau nữa. Tất nhiên là vai trò vẫn ngang mà thôi giúp Luffy hay bảo vệ mọi người đều quan trọng cả. Cú lừa với đôi cánh vô hải tặc là có thật, mình cũng hy vọng Sanji sẽ mạnh lên nữa và luôn là người mạnh sau Luffy bên cạnh đầu rêu. Nhưng mà Oda làm quả bóp đất diễn rồi cả tiền truy nã thế này thì nâu no hô quá. Đặc biệt là Mihawk mạnh kinh dị thế kia thì chắc saga cuối Zoro được búp rất khủng khiếp. Ok, trên đây là những nhận định của bọn mình về nhân vật Mihawk cũng như cú lừa về đôi cánh vô hải tặc Luffy. Anh em hãy để lại cảm nhận của mình về video này nhé. Như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình có một số bán tranh One Piece và nhiều anime khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc học tập và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghim ở phần mô tả. Rất cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nhé. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.